Kính thưa đại chúng, có lẽ năm nay ngày lễ độc lập tại Hoa Kỳ có thể là đã tưng bừng rất nhiều về bắn pháo hoa. Tại vì sau những năm dịch bệnh rồi nhiều cái khó khăn, tại năm nay ngày lễ độc lập, ngày tối ngày mai là ba tây tháng 7, rồi tới bốn tây là lễ độc lập lại rơi vào chủ nhật thứ hai, cho nên tôi nghĩ rằng là hôm nay là họ sẽ bắn pháo hoa rất là dữ dội đó. Giờ này mà mới bữa nay mà họ bắn pháo hoa này đó, cái thời bắn đó bữa nay mà họ tưng bừng bắn pháo hoa này đó, quý vị thấy chưa? Giờ này là nổ lúc bốc suốt tới 12 giờ đêm. Bữa nay là họ đã bắn rồi, xa quá quay không tới không thấy. Vì hôm nay cái độc lập nó rơi vào cái ngày chủ nhật thứ hai đây, nên chắc là ăn mừng lớn lắm. Bốn ba bên bốn phía rồi bắn rầm rầm. Có cái cành cây tôi quay không được. Giờ này khoảng hơn 9 giờ bắt đầu là mới bữa nay là mới có hai tay đó nha. Tối mai là tưng bừng, bắt đầu từ 9 giờ đó lên là tưng bừng. Bởi vì mùa này là sau 9 giờ mới tối gì. Giờ này chắc hơn 9 giờ mới tối, vậy là hơn 9 giờ. Gió thật là mát, đang đứng trên Pháp Lạc Tháp. Một năm thì cái ngày lễ lớn của Mỹ đó là ngày hôm hoa đó là ngày Noel là lớn nhất, rồi thứ hai là ngày độc lập là 4 tháng 7 đó, ngày 4 tháng 7 đó, ngày Noel, ngày độc lập, và mới tới ngày New Year là chính thức bằng nha, đẹp không? Đùng đùng bắn đùng đùng vậy đó. Dạ, 4 tây tháng 7 mới lễ lớn Nguyễn Hậu ơi. Nhưng mà bắt đầu tối nay tối thứ 7 thì người ta ăn lễ trước rồi đó. Hôm nay lại độc lập nó rơi vào chủ nhật thứ hai, cho nên họ bắn pháo hoa lớn lắm. Chứ đúng là tối mai bắn pháo hoa, nhưng mà bắn trước mấy bữa. Sau mấy năm Covid rồi, bây giờ dù là kinh tế rất khó khăn, nhưng mà riêng cái ngày lễ độc lập cũng như ngày lễ Noel là họ tưng bừng lắm. Bên Mỹ lên Noel là lớn nhất, lễ độc lập là thứ nhì. Không, xa xa vậy thôi. Đó, bắn xa xa. Đó, đó, đi không, đi không.
đùng đùng như từ đây tới kia luôn. Ngày mai là từ 9 giờ là họ làm cho tới gần 1 giờ không nghỉ. Ngày mai mà đi những cái nơi gọi là đau thao, trung tâm á, ở Bắc Hoài dữ lắm. Bây giờ là tôi không có dám đi chỗ đông người, tại vì cái chân cẳng đâu có chạy lại, rồi có chuyện gì thì người ta nhà xô mình chết. Đông 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 vậy, không biết đông đông. Nghe lễ độc lập, nghe lễ độc lập của nước Mỹ, nhưng mà tối mai mới bắn pháo hoa nhiều. Tối nào bắn trước thôi, mà lại về ngày chủ nhật nữa. Tối nay đứng lên lầu mát quá quý vị ơi. Bắn xa xa bắn quá trời à. Mình phải xa xa đó, không nghe tiếng thì xa quá. Thì nghe ba bên bố phía đùng đùng đùng. Nhưng mà khu vực tôi ở rất là yên, quý vị thấy không? Lúc ở tối rồi, đóng cửa và tắt đèn hết trơn, thấy không? Họ yên lặng lắm. Nên chỗ tôi ở chứ nó thanh tịnh lắm. Mình dạy mình tìm nơi vắng vẻ vậy đó. Giống như là người xưa nói, ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ. Nơi khu vực của tôi nó vắng vẻ lắm. Người Mỹ thì có những cây đáng chơi là họ chơi maximum luôn. Những ngày lễ này là họ mua pháo hoa bắn dữ dằn và không có tiết kiệm. Thì bắn pháo hoa là một cái điều vui của người Mỹ hay sao, họ không có tiết kiệm. Những ngày lễ lớn của bắn pháo hoa dữ lắm.
ngay chỗ mà cái tháp tháp đó là gọi là chỗ thành phố đó, chỗ trung tâm đó. Tại mình đi từ đây tới cũng khoảng 10 phút ạ, 10 phút lấy xe đó, người đi bộ khoảng gần 2 tiếng á. Ngay chỗ mà đang bán thấp thấp đó, tôi nhìn thấy sáng sáng xa xa đó, thì cứ từ đây tới đó đi bộ khoảng 2 tiếng đồng hồ, rồi lái xe khoảng 10 phút à. Đi bộ xa lắm. Trung tâm mà bán quá trời, bán liên tục đó, bán liên tục, ánh sáng liên tục, thấy không? Đêm nay gió mát mà không có trăng thanh, tại nay mới có mùng mấy ha. Đêm nay gió thật là mát. Đang đứng trên Pháp Lạc Thất, đang đứng trên cái đài Pháp Lạc Thất của tôi đây. Lạc thắt nóng quá, về ngoài ở trên mùa đông mới lên trên này à. Thấy chưa? Ồ, giờ mà bắn bông hoa. Đẹp quá. Sáng sáng chỗ sáng xa xa vậy đó, nhưng mà đi bộ là tôi nói 2 tiếng đó, cái gì đó, thấy không? Bùng 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 bùng. Tự nhiên tôi nghe tiếng pháo hoa thì cái sao tự nhiên tôi nhớ lại những năm tôi còn bé quá quý vị. Ở trong này chắc cũng có những vị lớn tuổi hơn tôi, cũng có những vị nhỏ tuổi hơn, cũng có những vị bằng tuổi từ 50 trở lại ha. Các vị nhớ hồi còn bé mình không? Hồi cái thời mà còn cho đốt pháo đó, đùng 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 đùng, thấy không? Rồi nghiệp mấy chú chó sợ chạy cong đuôi hết trơn. Rồi tôi thấy vậy sao tôi nhớ kỷ niệm đâu, cái ngày đâu còn nữa ta. Hình như sau năm 75 mà tôi sanh ra thì bắt đầu tôi biết được là từ năm 78, 79, 80 tới tám mấy là hết đốt pháo rồi, phải không? Tôi nhớ mày mãi. Quá, bắn quá trời không? Nhưng mà chưa đâu, ngày mai là quý vị sẽ coi. Rồi bắn đỏ, chốt nhắn. Đâu, nghe không? Ngày mai đó, giờ này quý vị coi ha. Là xung quanh đây mai tôi quay cho các vị coi là hồi mai biết tôi đi bộ nữa, tôi đi bộ ra ngoài, ngoài cái cầu đó. Mà tôi sợ rồi có gì tôi chạy không có được. Cái nhà đó nó xô tôi ngã. Đi bộ ra cầu đẹp lắm, đẹp. Ráng ngày mai đi bộ nổi không đây. Đi bộ ra cái cầu tôi quay cho quý vị coi kỷ niệm cái cầu giống như cầu Tràng Tiền vậy đó. Đó là chỗ đó ngày mai là đứng ở đó nhìn coi bắn pháo hoa đó. Mà hồi xưa hồi năm rồi đi bộ nổi, sao năm nay đi bộ xa ta đó đó. Không biết còn đi nổi, năm rồi còn đi bộ dắt con chó đi đó. Nói chịu thua. Thôi đi xuống. Hưởng được không khí trong lành chút xíu rồi. Nha, bởi vì thấy là những người có mơ thật ạ. Rồi, từng việc lại độc lập ở Mỹ đó.
là ngày tối mai là bắn, tối mai là làm nửa đêm là làm lễ đó. Toàn thể ngày mai là chủ nhật được nghỉ hết, thứ hai nghỉ hết luôn. Bây giờ là hiện tại bây giờ trở thành Chicago là quý vị ơi, trở thành Chicago, trở thành Chicago rồi, bán đùng 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 nào. Bán như đó mình coi nãy giờ cũng hay rồi, coi nãy giờ cũng hay rồi. Kinh tế thế chúng ta chỉ toàn là luật, các quyển luật, các kinh bộ có nhiêu đó thôi, tôi không có kinh nhiều, có mấy quyển nọ. Ngày nay chuẩn bị tới thứ bảy tuần tới đám của đám 100 ngày của ông cụ ở bên đây, đám 49 ngày bà cụ bên đây, cho nên là ngày nay chuẩn bị từ từ rồi đó. Đó, tất cả các vị thờ ở đây không có vị nào mà dưới tôi 70 đó. Và nhà các cháu vị thì trên 100 luôn. Đơn giản thì thôi. Đơn giản. Chị biết hình ai không? Sơn Trúc Lâm ra đầu hòa thượng Đắc Pháp. Bên đây là sơn Quy Nghiêm Tổ đó, sơn Quy Nghiêm Một thì hòa thượng hiện giờ đó. Thầy tôi bốn bức tranh này gọi là gì đó, ngư tiều canh mục nè quý vị, ngư là ông tiên là có cá nè, tiều là ông tiều phu đóng củi nè, canh là vì là trồng ruộng nè, trồng lúa nè, canh tác á, mục là một đồng nè. Bốn bức tranh này là ngư ngư tiều canh mục đó, toàn là đi lượm không à, về làm của quý của mình đó. Còn bốn bức tranh nhỏ nữa là mai rang cúc trúc không. Ngư tiểu canh mục lên mai rang cúc trúc. Ở đó tôi thờ giới thì kheo với sư ông Trí Nghiêm. Sư ông là một tầng đường đầu của chúng ta, sư ông
Tên là Tậu Khánh Hòa, Tậu Thượng Hòa, Tậu Thượng Hoa. Tôi là người Bến Tre, và thích thì Tậu xưa bộc mạc là Tậu Khánh Hòa, đức tiết kiệm nêu gương muôn thuở, thương dân lành không nỡ xa hoa. Nói theo đời sống tôi chỉ đơn giản vậy thôi. Vậy chứ mình vậy là hơn Đức Phật nhiều lắm rồi. Phật ngày xưa bỏ hết vô rừng, mình vậy là hơn Đức Phật nhiều lắm rồi quý vị ơi. Thôi đừng đòi hỏi nữa hen. Nói đơn giản vậy. Gần đây chỗ giảng pháp của tôi tối gom mấy cái đèn xuống là gần đây đau, chưa làm chịu làm chưa kịp bữa nè. Dẹp có một mình vừa dường tược vừa dọn dẹp làm suốt tối đây là chỗ nghỉ của tôi nè. Vậy quen rồi, ông dưỡng tượng gì đó ra đây họ cái ngồi ngồi cái nằm xuống ngủ vậy thôi, vậy mà nó thanh thản. Rồi chào hết quý vị nha. Đó.